Vâng. Alo. Vâng, nghe anh đến đi, mọi người đang chờ anh. Hả? Đi xong hợp đồng thì chị ấy. À, vừa nãy chị ấy để đấy thôi, chưa. Đấy để cân đối lặng, để chặn linh hoạt. Tổng hợp cả bàn để chặn linh hoạt. Xuồng thì cũng có xuồng nhưng mà đi xuồng biết xuồng chỉ nhanh thôi, nhưng mình không sinh hoạt ở trên tàu thì chẳng may ra nó bị mệt luôn, nó buồn ngủ và làm trên tàu mùa đông thì nằm bên dưới, mùa hè nằm bên trên nó mát. Thế là hôm nay ý còn rét ý rét thì phải tăng nhiệt độ lên. Ý là nếu mà chắc tăng là lên này, nhưng mà lạnh này tăng lên 28 độ này. Bây giờ đang đợi 25. Để đây để cho ốc luôn được tươi. Ừ. Đang đợi 25. Cái mùa này ốc. Đang đợi 25 độ. Qua đi bắt được gần chục cân. Về ăn 3 cân còn đây là gió thơm còn ít để nhà trưa về đã lốt. Ốc gì à? Các loại ốc.